Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và dự kiến của mình trong ngày hôm nay là chắc mình sẽ tận dụng sức mạnh của quỷ bơm để mình đi tìm vụn Netherite. Trời, bình thường mình phải tốn khá là nhiều TNT để phát nổ và tìm Netherite đúng không? Mà bây giờ thì mình có thể chọi bơm free thì không tận dụng thì hơi bị phí á nha. Nhưng mà để đi xuống địa ngục được thì bây giờ mình cần phải có một cây cúp kim cương trước cái đã. Đây, mình làm liền cây cúp kim cương luôn. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới cái hang gần nhà để mình lấy nhung nham. À nhầm, lấy hắc diêm thạch thôi. Giờ trời cũng đang sáng nè. Ok. Đi thôi. Ủa, gì vậy? À, bọn này dám bắn mình à. Lúc đầu mình còn ngán thôi, chứ bây giờ là mình mạnh lên rồi. Mình sẽ dùng Bochita để mình cưa mấy con xương này. Chạy đi đâu. Và khi dùng Bochita cưa thì kẻ địch sẽ không có chạy được, kiểu bị cuốn vào cái lưỡi cưa á, rất là dữ luôn á. Phải sát thương mà cao cao xíu nữa là bá cháy luôn. Ủa? Nhưng mà mình có một cái để ý á, là cái bọn xương ở trong đây rất là dễ rơi ra áo giáp sửa chữa nha. Bữa giờ là mình nhặt được hai cái rồi đó. Giờ thì xuống dưới cái hang dưới này thôi. Mình thấy nó cũng sâu lắm, nhưng mà hơi nhiều quá nha. Ê, nhưng mà hình như mình mất cây kiếm à. Để mình lên mình làm cây kiếm mới cái đó. Dùng Bochita cận chiến có vẻ là không ổn áp lắm. Mình sẽ làm cây katana tiếp đi. Mình thấy đây là một trong những cái loại vũ khí cận chiến mà ngon nhất hiện tại rồi. Tại vì tốc độ đánh rất là cao luôn. Có hàng nóng xong rồi, giờ có thể tiếp tục đi xuống dưới hang được rồi đó. Ây. Nó bắt block lên để nó đỡ mình luôn ạ. Cái con này hăng thiệt đó chứ. Tém tém là giùm cái. Ủa con này nó giả chết nè. Ô, mình phát hiện cái con quái vật này nó có tuyệt chiêu giả chết. Vậy luôn hả? Lầy lội thiệt. Nhưng mà khúc này thì không có cái hồ nhung nham nào hết để mình có thể tạo thành hắc diêm thạch nha. À kìa kìa, ở dưới thì có. Mình sẽ biến thành quỷ bơm để mình nhảy xuống dưới và không có bị mất máu. Yuhu. Rồi, ủa? Ờ, đây là cái nhung nham nó tràn xuống thôi, chứ nó không phải là nguyên một cái hồ nhung nham. Ok. Giờ mới chính thức là nguyên cái hồ nhung nham thiệt nè. Qua đó lấy hắc diêm thạch nè. Lỡ ngỡ mình còn tìm được kim cương đó nha. Nhưng mà trước tiên thì cần phải xử mấy con quái này trước cái đã. Nó khá là cản đường luôn á. Rồi, ok, khu vực này an toàn. Đặt một cái xô nước xuống. Rồi, sau đó lấy toàn bộ số hắc diêm thạch khúc này thôi. Ý. Ui, không an toàn lắm nha. Lấy lẹ. Bọn quái nó kéo tới bây giờ á. Bọn này cứ gầy dữ lắm rồi. Để coi chỗ này sẽ cho mình tổng cộng bao nhiêu hắc diêm thạch nè. 51 cục. Cũng khá là nhiều rồi. Đủ mình dùng trong một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó. Và mình cũng muốn qua đây để nghía coi có kim cương không. Ừ, có thiệt nè. Trời. Tí nữa là về bỏ lỡ kim cương rồi. Chỗ này được mấy quảng? Xem nào. Hình như là 3 quảng. Quá tốt luôn. À và có lưu ly nữa. Nên là mình sẽ lấy về. Có gì mình cường hóa luôn. Cướp dân làng tới. Biến hình cái. Đâu cướp dân làng đâu. Chọi bơm nè. Rồi mình đã chọi nó banh xác rồi. Ủa nó còn rơi ra cho mình một cái quả mọng ngọt được cường hóa gì cả. Cộng, nó cộng cho mình cái vality. Ê, ê, cái gì á. Ôi. Ê. Ui, trời. Ui, con kia nó tắm nhung nham một mình đi, nó còn móc mình vô nữa. Ê. Thiệt tình cái con đâu mà kỳ cục kẹo. Ê, gì nữa vậy? À, nó bắt block chèo lên. Trời đất ơi. Nó cảm tử với mình. Nó nhảy vô nhung nham xong rồi nó móc mình vô chung luôn. Ghét chưa? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ làm cái cổng địa ngục ở ngay trên này luôn. Chứ mình xây ở dưới mỗi lần muốn qua địa ngục á, là bị mấy con quái nó cản trở nữa thì phiền lắm. Xây ở đây trên này cho nó an toàn. Sao? Giờ thì còn thiếu cái bật lửa. Mình phải tìm một cục sỏi cái đã. Để mình lấy đá lửa. Đây, có luôn nè. Rồi, cuối cùng cũng có cục đá lửa rồi. Ghép lại và tạo thành cái bật lửa để nhóm cái cổng địa ngục lên. Tên. Xong.
Vì hồi nãy mình có lấy dư được hắc diệm thạch á, nên là chắc mình sẽ làm luôn cái bàn cường hóa đi. Mình sẽ tốn thêm 2 viên kim cương cũng như là 1 quyển sách, không quá mắc đâu. Rồi, có được bàn cường hóa thì mình sẽ đặt ở phía góc này. Giờ thì còn thiếu kệ sách nữa thôi. Không biết là nhiêu đây sách có đủ hay không nữa. 10 kệ. Ui, à mình thiếu gỗ. Không sao, thiếu gỗ thì dễ. Mình xuống dưới mình chặt được. Giờ đặt trước 10 cái kệ này đi. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới này, nhờ Bochita cưa cho mình vài cái cây. Quá là nhanh chóng luôn. Ui. Đi ra chỗ khác. Bọn này, trời ơi, người ta đi chặt gỗ thôi mà có cần bu lại nhanh như vậy không? Lẹ lên Bochita ơi. Bochita cưa đúng nhanh luôn á, mà vẫn không nhanh bằng tốc độ bọn này ập tới. Quá đáng lắm luôn á. Cứ ép mình vô đường cùng thôi. Xử bọn chúng. Quả bom cực mạnh á. Rồi, banh xác hết rồi. Còn tên này là tên boss. Mình sẽ xử hắn để coi có đồ gì không. Sao mà không đánh được cái tên boss kia nữa. À đây, hạ được rồi. Ủa, boss gì mà không gây ra đồ chứ nghe. What? Ui, gặp boss lõm rồi. Boss không có rơi ra đồ gì hết. Làm nó 6 cài nữa. 6 hay 5? À 5 thôi. 5 là đủ rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi giờ mình đã có thể cường hóa được 30 cấp độ. Và cái dòng đầu tiên mà cây cúp mình có đó chính là chậm hỏng á ta. Mình thì đang tính kiếm gia tài á. Nhưng mà thử nè. Nhiều khi mình hên cường hóa chậm hỏng nhưng mà nó khuyến mãi thêm gia tài là cũng ok. Ây, khuyến mãi hiệu sức hả? Thôi lấy luôn. Cây kiếm thì sao? Kiếm cũng là kiếm chậm hỏng. Nếu vậy thì mình thử nâng lên kiếm katana bằng kim cương có. À mà giờ mình làm gì có đủ kim cương đâu. Quên ta. Thôi có sắt thì mình dùng sắt cũng được. Đây, nâng lên kiếm sắt. Coi. Nó cho mình thêm dòng hạ lò chăn đốt cấp độ 4 nè. Đây cũng chưa phải là vũ khí chính thức của mình đó, nên là mình cường hóa sơ như vậy đi. Ê, quên, cường hóa cả giáp nữa chứ. Đúng, mình cường hóa thiếu sót giáp hơi bị ổn nha. Nè, bảo vệ 4 luôn nè. Được quá ta. Lượm cái áo kim cương bảo vệ 4 trước đi. Có chậm hỏng luôn. Còn riêng cái quần của thợ săn quỷ thì mình không được cường hóa nha. Yêu, tiếc vậy. Còn cái ổn bằng sắt này thì cho mình bảo vệ khỏi lửa. Cũng hay, bây giờ mình đang chuẩn bị xuống địa ngục nè. Rồi, ok. Cường hóa vũ khí, dụng cụ và áo giáp xong rồi. Bây giờ thì đã sẵn sàng để có thể lên đường và đi qua địa ngục rồi đó. Let's go. Biết đâu mình qua địa ngục mình lại chạm trán thêm vài con quỷ thứ dữ nữa thì tuyệt vời luôn. Sẵn dịp để mình đi săn thêm quỷ. Và mình xuất hiện ngay ở một cái chỗ nấm đỏ thẳm. Thế nhưng mà có gì đó sai á. Mình mới qua nhưng mà mấy anh ma heo rất là tiếp đãi mình nồng nhiệt nha. Ui, ma heo cũng không khác gì zombie ở bên thế giới thường hết. Vẫn săn đuổi mình. Ui, trời ơi, mình bị săn từ bên kia qua tới bên đây luôn. Mình không biết mình là thợ săn quỷ hay là mấy thanh niên này là thợ săn nữa. Nói thiệt. Thôi biến hình thôi. Ôi, trời luôn, mình phải chống trả trước những cái đợt tấn công dồn dập từ mấy con ma heo này. U là trời, khủng khiếp quá. Toàn là ép mình vô đường cùng thôi. Mình tính qua đây cho dễ thở nhưng mà không. Qua đây nhiều khi còn khó thở hơn là ở bên thế giới thường á. Yêu. Ôi thôi, chạy đi. Sau đó mình sẽ tìm một chỗ thích hợp để mình đi dò tìm Netherite thử á. Tận dụng sức mạnh của quỷ bơm tối đa luôn. Mình thấy phía bên này nó có một cái công trình gì đó. Và có bích liên ở bên trong luôn nha. Mặc đồ cũng phong cách lắm. Nhưng mà từ. Mình thấy lâu có mấy cái tên ma heo cứ rình nhảy xuống đây không à. Nguy hiểm lắm. Ui, còn biết tự chọi thuốc để kháng lửa nữa cơ. Ui, bích liên gì mà thông minh vậy. Ây, bích liên thứ dữ rồi. Né đòn các thứ nữa. Ghê thật.
À bên trong này có spawner luôn kìa. Nhưng mà bên trong này chỉ là spawner của mấy con Magma thôi, chứ không phải là của Bitlin á. Và có một cái rương. Chỉ có một cái giáp ngựa là xịn thôi. Trời trời trời, con gách bắn cái gì mà liên thanh luôn vậy? Gách bắn liên thanh luôn. Chết tiệt. Ý, mình không mang theo mũi tên. Âu, thiệt tên. Không sao, mình có thể biến thành quỷ bom để mình phản đòn lại. Này thì gách, ném bom thẳng mặt luôn. Ồ, chỗ này có vẻ thích hợp á. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu đào thẳng tiếp xuống dưới lòng đất để mình đào netherite ha. Bây giờ mình cần đi xuống tầng cỡ 14, 13 gì đó đi. Càng sâu càng tốt. Ồ, hello. Rồi, rồi. Đi săn mình ở dưới này luôn à. Mấy con này kỳ quá à. Ôi, còn có cái quặng gì nè. À, ở dưới này thì có cái quặng mô tình sát. Mình có thể làm được cái foil và chế tạo được vũ khí à. Ý, vũ khí mới. Hay phết nè. Làm được cái giáp nữa. Ê, còn thêm không? Ui ui, có nhung nham. Ý. Ồ, như vậy thì ngoài netherite ra thì mình cũng có thể tìm những cái quặng mô tần sát đó nha. Cũng khá là hay ho. Ở đây cái đường ai đào vậy? À, cái đó là cái đường của con ma heo nó đào. Bây giờ mình vừa tìm netherite mà phải vừa chạy trốn mấy con zombie các thứ. Cũng khá là khổ sở á. Kệ, chịu đấm ăn xôi một thời gian đi. Mình trâu hơn thì mình có thể tự tin hơn và không sợ bị săn lùng nữa. Rồi, giờ thì biến hình cái đó. Mặc sức đó mà. Ôi, chết rồi, mình biến hình ngay chỗ có nhung nham. Ủa, có netherite luôn. Ô, tự lần biến hình đầu tiên là mình đã tìm được netherite rồi. Hai chỗ luôn mấy ác. Đúng là trong cái rủi nó có cái hên mà. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Cái gì manh động vậy? Ê, ui, bọn này định cướp netherite trên tay mình hay sao á. Thôi thôi thôi, xếp hàng nào. Ui, bọn nó manh động quá à. Nó bất chấp nhung nham các thứ để nó nhào vô để nó bem mình. Mình sẽ ưu tiên cái bên nào mà có nhiều netherite trước đi. Bên này nè, được hai quặng. Lậm về. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếp theo, tiếp theo. Bên đây không biết mấy quặng đây. Hy vọng là hai tiếp đi. Nếu mà hai là mình đủ làm một foil netherite luôn rồi đó. Để coi. Bên này có một thôi. Nhưng không sao. Khởi đầu như vậy đối với mình là quá tuyệt vời rồi. Giờ thì tiếp tục biến hình nè. Nhưng mà chắc mình né khúc này ra một xíu đi. Nguy hiểm quá. Rồi, có vẻ an toàn hơn rồi đó. Biến hình tiếp. Rồi. Lần này thì có không? Lần này thì có vẻ là không có netherite rồi. Mình sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục. Chỗ tiếp theo này thì cũng không có netherite luôn. Ôi mà ví dụ bơm. Ôi, chưa. Ê. Đằng sau có netherite nè. Không biết là bơm của mình nó có phá hủy được netherite hay không á. Nên mình cũng đang phân vân nè. Không biết là có nên dùng cái loại bơm cực mạnh không. Tại vì loại bơm cực mạnh thì nó sẽ giúp mình đào được những cái hố to hơn á. Khá là tiện lợi trong cái việc tìm netherite á. Một xíu mình phải thử mới được. Ok, thử liền luôn nè. Mình sẽ toàn là dùng bơm thứ dữ để mình dò tìm netherite ha. Hồi chiêu thì nó cũng hơi lâu á. Ồ, nó phá hủy cả vàng nè, thấy chưa. Ý, hình như là nó không phá hủy netherite nè. Ê, vậy thì đã lắm luôn. Mình có thể thoải mái dò tìm luôn, không sợ mất. Được đó, được đó. Tiếp tục, tiếp tục. Nửa kìa, nửa kìa. U, hai chỗ luôn. Bên này có một. Bên này cũng có một luôn. Đây là chỗ ba netherite đầu tiên của mình. Ê, nhưng mà cũng hơi nhiều nhung nham. Ồ, đổ xuống nha. Chạy 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 lên, chạy lên. Ui quá trời quá đất rồi. Còn thêm liên với cả zombie nữa chứ. Cay thế nhờ. Zombie heo nè, đi chỗ khác mà chơi.
chỗ này không có tiếp đón đâu. Kỳ cục kẻ quá. Ok, tập trung chuyên môn. Xin thêm 3 cái quặng này nữa. Vậy là mình tổng cộng mình có được là 12 rồi. Ồ. Ủa đâu rồi? Ủa? Ủa khoan. Có một cái quặng Netherite nó bị chìm trong dung nham rồi. Ê, không vui nha. Công tình người ta dò tìm cực khổ nha. Mất là buồn hiu luôn á. Ồ đây đây đây, nó lạc dưới này lận. Đẩm. Dạ, ok. Mình còn thấy phía đằng này nó còn có cái quặng gì vàng vàng nữa nè. Không phải quặng này. Kìa. Mình qua mình đào thử coi. Rồi luôn, mất luôn. Ok. Mình thấy có một cái quặng Rotten Shack ở đằng này. Lụm liền. Hai quặng luôn. Quá đã. Là mình có được 4 Rotten Shack rồi. Còn ít nhất 8 cái thì mới có thể kết hợp thành một cái ingot được. Hơi căng đó nha. Nếu mình có gia tài chắc nhiều khi mình còn đào được nhiều hơn á. Để nữa mình có kinh nghiệm nhiều cái mình sẽ thử cường hóa mình kiếm dòng gia tài sao. Sau khi trở về từ cái chuyến dò tìm Netherite thì mình có tổng cộng tới 16 cái quặng Netherite luôn. Một chuyến đi mà được như đây là cũng tương đối bội thu rồi đó. Giờ thì mình sẽ không chần chờ gì mà nung nó ra, để mình còn chuẩn bị nâng cấp lên giáp bằng Netherite nữa. Đầu tiên là mình cần phải ghép nó lại thành cái foil trước cái đã. Đây, mình sẽ có tổng cộng được 4 foil. Mình sẽ ưu tiên nâng cấp cái áo trước đi. Mình thấy cái áo này là khá là tốt nè. Mà trước khi nâng cấp lên thì cần phải sửa nó lại cho full đồ bền trước. Giờ thì... còn thiếu cái bàn rèn. Làm luôn. Đây, có liền bàn rèn. Rồi, giờ thì nâng cấp thôi. Cho vào. Một cái áo Netherite đầu tiên của mình. Kế tiếp đến là cái quần đi nha. Ủa, mình có quần kim cương không ta? Có luôn. Vậy thì tốt quá. Mình cũng sẽ sửa cái quần này lại. Nhưng mà hiện tại thì nó có đúng một dòng mà không có xịn cho lắm nha. Để mình tách cái dòng này ra bằng cách là cho vào cái cục đá mài này. Tách nó ra một cái. Xong rồi. Ôi, mình thiếu kinh nghiệm á ta. Ý, bảo vệ 4 luôn nè. Kinh nghiệm. Ó, kinh nghiệm. Đủ không? Rồi, thiếu rồi. Ok, chịu rồi. Giờ xuống đây đi săn quái yên xíu đi. Kiếm thêm mớ kinh nghiệm nữa, nâng cấp cái quần lên. Mình chưa gặp mấy con quái thường nhưng mà gặp đúng ngay con quỷ luôn ạ. Đây là con quỷ đĩa ha. Ok, mình sẽ săn nó đầu tiên trong ngày hôm nay nè. Trước mắt mình sẽ kêu cáo ra trước. Ui, cáo cạp không chết được. Lần này thì cáo đã cạp chết được nó rồi. Đó, đánh đổi máu để có được sức mạnh của cáo cũng khá là hay. Mình không cần phải áp sát để đánh nhau với nó làm gì hết. Nhưng mà mất khá là nhiều máu. Đây. Mình chỉ cần xuất hiện ở một nơi nào đó hơi lâu một xíu thôi thì bọn quái sẽ lập tức đánh hơi ra và tiến lời cho mình liền. Tha hộ cho mình farm kinh nghiệm. Ui, trời, một con xương nó dám bắn cô Penny kìa. Để coi cô Penny chiến đấu sao. Ê, cũng mạnh nha. Cũng thuộc dạng thứ dữ á. Kiếm pháp cũng được đấy. Mình có nên bắt vào cái đội hình harem của mình không ta? Thấy cũng tiềm năng lắm á. Nhìn cũng xinh xắn dễ thương. Được, để mình thử nói chuyện coi. Coi được không? Được á. Ui, khó vậy. Được luôn. Trời ơi, bữa nay mình có đồng đội mới. Cô Penny. Tấn công. Quýt rồi. Mạnh phết chứ đùa. Ở đây có than, mình cũng có thể đào than để lấy kinh nghiệm nè. Mình thấy bên đây có chỗ giống như là của cướp dân làng nè. Mình ghé qua mình săn vài tên là chắc đủ kinh nghiệm á. Ủa? Ủa, cướp dân làng đâu? Ủa, sao thấy nhà ta? Ủa, cái chỗ này nhìn giống chỗ cướp dân làng mà. Lạ thiệt. Lại gặp thêm quỷ đĩa. Sao bữa nay mình có duyên với con quỷ đĩa đó thế nhờ. Rồi, lần này mình sẽ cho đồng đội mới của mình chiến đấu. Mình sẽ ít dùng cáo lại, tại vì cáo mỗi lần dùng tốn nhiều máu lắm. Đây, mình dùng đúng một lần thôi. Rồi,
Sau đó thì để cô Penny nhào vô tấn công con quỷ đĩa này. Dạ. Vậy là nãy giờ mình săn được hai con quỷ, nhưng mà nó cộng cho mình có 3 điểm kỹ năng à. Ồ, tính ra quỷ đĩa cũng không cộng cho mình nhiều kỹ năng cho lắm. Còn trong ngôi nhà này mình thấy có thanh máu boss nha, mà lại còn nghe tiếng của mụ phù thủy nữa. Chưa để hồi phục cho đồng đội mình trước rồi đó. Ồ, được, mình với đồng đội mới sẽ tấn công nào. Ủa đâu, đây. Tấn công. Ui sao đồng đội mình không đánh tiếp mình. Trời ơi, đồng đội mình đâu rồi? Ây trời ơi, phù thủy chơi chỗ thuốc tăng hình này thì tăng hình. Ui mở bạc ti trong này chơi đồ. Cảnh sát đâu, FBI đâu? Oh my god. Ây giờ mình yếu lắm luôn rồi. Ôi chết, đánh nhầm đồng đội. Thiệt tình chả thấy đường đâu mà đánh luôn á. Mấy mù ta chơi đồ cực mạnh luôn. Ồ xong rồi, mình với một đồng đội không là không đủ để tấn công cái công trình này. Đồng đội mình vẫn còn máu chiến lắm nha. Không biết nãy giờ tiêu diệt được bao nhiêu mụ phù thủy rồi. Hồi nãy giờ mình đếm đầu người là ít nhất là cũng cỡ 20 mụ phù thủy tụ tập vô cái ngôi nhà này ngồi chơi đồ trái phép nè. Mình không dẹp cái ổ này là hơi bị mệt. Ê, nhưng mà nãy giờ mình đánh vô đồng đội mình hơi nhiều rồi đó. Đâu rồi đồng đội rồi? Trời ơi, ủa sao cô Benny của mình tàn hình rồi? Mẹ đất ơi. Thôi chắc bây giờ mình tập trung chuyên môn á. Mình lên tầng thượng mình loot đồ các thứ đi rồi mình về nhà thôi. Ở đây lâu là mệt á. Nào cho tôi mở rương nào. Đó. Mấy cái mụ phù thủy không chỉ khó chịu về mặt chọi thuốc đâu, mà còn khó chịu về mặt khi lắc máy nữa. Lần nào nhảm chán là cũng bị lắc máy hết. Rồi giờ mới được mở rương nè. Cho mình thêm mấy cái mảnh gì đó. Tiếp tục là những cái mảnh gì đó này. Ồ, quá trời mảnh luôn. Ồ, một quyển sách hiệu suất cấp độ 4. Tốt quá. Lên tầng trên thử xem. Ê, tầng trên này vẫn còn mụ thủy boss nè. Bây giờ căng đó nha, mình phải hồi phục lẹ. Đó, che kính đường đi luôn rồi. Ôi, hồi nãy có gàng mình thấy có 3-4 mụ à. Mà đụng một phát kìa. Không lắc máy mới lạ luôn á. Ôi thôi. Cô Benny ơi, về nhà trước khi quá muộn. Chạy tôi. Giờ đã đủ 30 cấp rồi nè. À, đi cày cấp con xíu thôi mà. Áp lực thiệt sự. Rồi, cho mình thêm giọng trầm hỏng luôn. Quá tốt. Giờ thì cái set đồ của mình có thể nói là được cùng hả? Hơi bị ok la rồi đó. Còn bộ đồng phục này thì chắc mình sẽ treo lên, vì nó cũng gắn bó với mình được một khoảng thời gian rồi. Khá là đẹp á. Bây giờ thì mình đã đủ 8 cái mảnh Azure Sky Stone Fragment. Thế nhưng mà mình lại không có kim cương để mình làm ra cái Azure Sky Stone này. Không biết cái này nó có công dụng thần kỳ gì không nữa. Tò mò á. Để đó đi, từ từ mình sẽ đụng tới nó. Những cái mảnh Netherite còn lại thì mình cũng tính là nâng cấp thành kiếm Netherite. Nhưng mà số lượng kim cương thì không cho phép mình làm điều đó nè. Nên là đành ngậm ngùi cất Netherite vào trong luôn. Đó, hậu quả của việc nghèo kim cương quá là vậy đó. Nhưng mà không sao, đó là động lực để mình gán mình cày nhiều kim cương hơn. Và sau cái chuyến đi săn hồi nãy thì mình cũng có thêm 3 điểm kỹ năng, nên là mình sẽ tăng thêm sức mạnh, tốc độ và một chút máu nữa. Rồi, để tăng sức mạnh đều hơn luôn ha. Giờ thì mình đã có sức mạnh cấp độ 5 luôn rồi. Và có tới tổng cộng là 40 trái tim. Đây là một con số mình thấy khá là vượt trội so với ngày đầu tiên của mình rồi đó. Mới sáng sớm có con zombie lên nó hello mình rồi. Sợ thiệt. Ngày mới thì mình sẽ bắt đầu dẫn dàn harem của mình đi săn thôi. Bữa nay dàn harem của mình có bé mới, có tên là cô Penny ha. Cũng khá là xinh xắn á. Nên là ok, chờ vô đội hình của mình luôn. Giờ thì mình đã kiểu như là trâu hơn và mạnh hơn rồi, nên là những cái công trình rần nhà mình sẽ có thể khám phá một cách dễ dàng hơn rồi đó. Đây chẳng hạn như công trình này. Ồ nó có rương. Ok, chỉ là một cái rương chứa đồ ăn bình thường thôi. Ồ tên niên này được cửa à. Thôi không cho vô đội hình mình đâu. Anh đù được của nó đấy. Nhiệm vụ tiếp theo của mình đó chính là đi săn cái con quỷ zombie. Theo kế hoạch là mình sẽ đi săn quỷ zombie đó.
Nhưng mà mình chưa có gặp cái nhà có tên quỷ Zumbai bao giờ hết, nên là cũng không biết đường đâu mà lần nè. Ồ, với cả là mình cũng muốn gặp Bochita á, mà sao không gặp được á. Mình đúng nhỏ luôn. Cũng chăm chỉ đi khám phá các thứ lắm á, nhưng mà chả tìm thấy. Nhưng mà mình sẽ bù lại cái sự nhỏ của mình bằng cách là đi thiệt nhiều nơi mới được. Ồ, ở đây có cái xẻng gì đây? Ôi, một cái xẻng siêu xịn luôn nè. Vô tình vớ được một món đồ hơi bị ngon luôn. Cạnh bên còn có ngôi nhà gì nữa nè. Để mình đột nhập vô thử. Ôi, ôi sao mình bị dính độc vậy? What? Ồ, đây có cầu thang xuống đây. Có vẻ là đây là một cái phòng ngủ á. Ui, cháy. Ủa gì đây? Ui, sao cháy rồi? Hình như có con zombie nào đó chơi đốt nhà hay sao kìa. Trời ơi, FA thì cũng bình tĩnh chứ. Thấy người ta dắt theo nguyên dạng harem cái là kiểu cây cú hay sao á, cái là lấy bật lửa đốt luôn. Mấy con zombie này quá đáng thiệt. Chắc tác hại của việc con zombie đó FA quá lâu á. Đốt làm đội của mình mất máu cả đống à. Ủa sao mình mất hết một bao rồi? À kìa, bao ở dưới. Ok, xử nó thôi. Dám đụng vô bao của mình. Sơ qua thì cái chỗ này nó cũng chỉ có đúng một cái rương hồi nãy là có đồ thôi ha. Nên là thôi, chắc mình cũng rời khỏi chỗ này sớm thôi. Kìa rồi, cuối cùng thì mình cũng gặp được Bochita thứ hai rồi. nhưng mà lần này thì hơi khác nha. Mà mình sẽ không bắt, mà mình sẽ dùng kiếm để mình lấy trái tim luôn. Ok, sẽ không đau đâu. Rồi, mình đã có được trái tim của Bochita. Wow. Sau khi mình ăn trái tim này thì mình sẽ không làm quỷ bơm hay nổ tung các thứ đâu, mà mình chuyển sang Chainsaw Man thật sự đó nha. Chuẩn bị nào, ăn một cái. Đấy rồi, bây giờ mình đã trở thành Chainsaw Man và hình dạng của mình cũng thay đổi luôn, biến hình. Wow, trên đầu mình là máy cưa, tay của mình cũng là máy cưa luôn, ghê thiệt. Và mình còn có kỹ năng là móc bắn dây nữa cơ, bắn dây xích nữa. Đó, mình bắn dây xích nè. Xịn thật. Ây da. Nhưng mà mình phải làm quen với sức mạnh mới này mới được. Và có một cái điều á các bạn, để cái thanh máu ở bên phải của mình kìa, nó đang bị giật rất là nhiều luôn. Và tốc độ hồi phục của mình thì không đáp ứng được cái điều đó ha. Wow, căng à nha. Chắc mình phải luyện tập nhiều lên á, để tăng cái khả năng kiểu như hồi phục cái thanh máu đó lại mới được. Chứ đang chiến đấu mà hết biến hình được là hơi căng á. Rồi, chiến đấu nào. Wow, mình đang cưa mấy con quái vật nữa. Rồi khi nào mà mình không chiến đấu nữa thì mình nên tắt cái khả năng biến hình đi, để cho nó hồi phục lại. Chắc mình sẽ test thử cái nguồn sức mạnh mới này bằng cách là tìm con quỷ dơi luôn đi nha. Thực chiến luôn. Ê, hai con quỷ dơi lận à. Ba con quỷ dơi. Ngày hội quỷ dơi hay sao vậy? Sao nhiều nhà quỷ dơi gần đây quá. Thời tới. Cơ hội để mình luyện tập là đây chứ đâu. À kìa, một cái ngôi nhà mình phát hiện rồi. Let's go, biến hình. Biến thành Chainsaw Man. Sau đó nhảy một cú qua lên đây. Áp sát nhau. Tới số người rồi quỷ ơi. Lụm cục kẹo nó. Đi vô trong. Người đâu quỷ ơi? Ngày tàn của người đã tới. Mình có thể bắn dây móc vô con quỷ dơi á. Ôi, nó đâu rồi? Ôi, khoan. Đây. Mình bắn dây móc vô nó, xong rồi mình nhào lên mình cưa nó. Dạ. Ủa sao té máu mà không thấy nó mất máu hết trơn vậy? Ở đây, giờ nó mới chết nè. Ôi, tính ra mình cưa, cái sát thương mình cưa không bằng sát thương mình đánh thường luôn á. À, như vậy thì mình đừng có lạm dụng cái việc cưa quá nhiều nha. Mình cũng nên xen vào đó một ít cái đòn đánh thường thì sẽ phát huy tối đa sức mạnh của Chainsaw Man hơn. Có vẻ là hấp dẫn á. Ui, Trời, mới đánh quỷ dơi xong bạn gái quỷ dơi lại xuất hiện nữa. À, lại cơ hội cho mình luyện tập rồi. Tấn công. Mình sẽ bắn
kéo nó lại. Wow, cái kỹ năng bắn cái cọng dây xích của mình lại hại quá ha. Mình có thể kéo cái địch lại gần mình trong chốc lát luôn á. Rồi sau đó mình sẽ dùng kỹ năng cưa của mình để cưa mục tiêu. Hay á nha. Được thêm 2 điểm kỹ năng rồi. Ồ nhưng mà sao càng về sau hình như mình càng nhận được ít cái điểm nâng cấp kỹ năng hay sao á. Hình như vậy. Vậy là bắt buộc mình phải săn nhiều quỷ hơn để có thể tăng tiến sức mạnh thêm á. Đằng này có một cô Benny đang bị Ripper ăn hiếp nè. Úi. Really nigga. Cái gì á? Mình đầy máu nó nổ một phát chết mình luôn. Ảo ma Canada vậy. Ê, ê, ê. Con này định làm gì? Ê đi ra. Đi ra. Power của tôi đi ra. À kìa. Lắc máy rồi. Tới nhà của con quỷ dơ này hay bị lắc quá. Thôi vô bèm nó lẹ đi. Cho đỡ lắc. Ui nhà nó cháy hàng gì lắc là phải rồi. Nhà cửa trong kiểu gì á. Rồi biến hình. Trở thành Chainsaw Man. Ây ây ây. Xử nó. Này thì quỷ dơ nè. Bèm nó thôi. Rồi. U lại rơi ra thêm một bánh đạn. Chuyến đi này có hồi. Ui nhưng mà mình cần phải rời khỏi đây cùng với đồng đội của mình lẹ thôi, trước khi bọn quái tụ tập lại đây quá đông. Ê, chưa. Để mình quay lại đó mình kết nạp thêm một bé cô Benny nữa đi. Đâu rồi, hồi nãy mình thấy bên đây mà. Chạy đâu rồi á? Rồi cô Benny chạy đâu mất rồi. Ồ tiếc thế. Tí nữa là mình được một cặp Power với lại một cặp cô Benny luôn rồi. À, con quỷ cà chua. Mình sẽ bêm nó. Ui. Quỷ cà chua cũng cho mình mảnh đạn nữa kìa. Hả? Thích vậy. Nhưng mà có vẻ cái việc đi tìm quỷ zombie khá là khó nha. Mình đi đúng nhiều địa điểm rồi đó, nhưng mà vẫn chưa gặp được bất kỳ con quỷ zombie nào hết. Và không biết hình dạng nó làm sao nữa. Ủa, tò mò thiệt. Mà nãy giờ mình chiến đấu ở dạng Chainsaw Man á, thì mình thấy có một cái nhược điểm là khi mình bắn cái cọng dây xích ấy thì mình sẽ hơi bị lắc một xíu nha. Hay đôi lúc còn không bắn được nữa cơ. Tuy nhiên được cái thì hình dạng của mình thì cực kỳ ngầu luôn. Và sức mạnh thì mình cũng test rồi, tương đối ổn á. Chắc mình cần phải luyện tập thêm để tăng thêm sức mạnh. Nhất là kỹ năng cưa này. Mình muốn dùng kỹ năng cưa này thật là nhiều luôn. Cưa mà kiểu cái địch không thể chạy thoát nổi luôn á. Bị hút vào là không có đường chạy luôn. Ủa? Cũng có đường chạy đó. Mình chạy về bằng đường hàng không các thứ rồi á. Nhưng mà nói chung thì hôm nay mình cũng khá là thành công rồi. Vì mình chính thức trở thành Chainsaw Man thực sự rồi đó nha. Giờ thì chỉ còn cố gắng luyện tập và tăng tiến thêm sức mạnh nữa thôi. Là mình có thể thoải mái quẩy và đi săn tìm những con quỷ trên cái hành trình phía trước rồi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trở thành một Chainsaw Man thực sự. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày săn quỷ kế tiếp của mình. Cùng với những cái bé đồng đội dễ thương này ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.